Chào quý vị đã quay lại với Món Ngon Mỗi Ngày HTV. Tiếp tục thì kênh sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món ngon mỗi ngày, đơn giản thơm ngon. Mình ăn chung với cơm rất là ngon nha. Xúc miếng đẩy lên cái tô cơm trắng, nóng, ăn rất là hấp dẫn, kèm với rau sống quý vị. Hoặc là mình cuốn lại mình ăn cũng ngon lắm. Rồi, cái món này là món cá cơm gang tỏi quý vị. Đó, cá cơm gang tỏi. Rồi, bây giờ mời quý vị cùng vào bếp để thực hiện nha. Trước tiên thì bữa nay mình chuẩn bị ở đây là 300 g cá cơm. Đó, cá cơm tươi ha. Mình cũng có thể sử dụng khô cá cơm, mình rang cũng rất là ngon. Rồi, cá cơm tươi á, thì mình đem về mình sẽ rửa lại với cái phần nước muối nè. Rồi mình cho thêm chanh hoặc giấm vào nữa. Rồi mình rửa cho nó kỹ ha. Rồi mình lựa những cái phần bụi á, nó không bám trong cá ra luôn. Rồi bây giờ mình cho hết vô cái phần nước này, nước muối với giấm đó vậy. Nó khoảng cho muỗng canh muối, muỗng canh giấm vào. Khoảng khoảng vào được rồi. Đó, rồi mình sẽ rửa cho thiệt là sạch. Nó mình dợi dợi lên như nè, mình coi coi có cái phần bụi bẩn hay là những cái tạp chất gì đó. Khi nó còn dính lại trong cái phần cá cơm nè, nó thì mình sẽ loại bỏ ra cho nó kỹ. Đó, mình sẽ rửa trong đây một nước, sau đó đem lại cái vòi nước mình xả, mình rửa lại thêm vài lần nữa ha, để cho nó thiệt là sạch. Đó, sau đó thì mình sẽ để vô cái rổ, mình vẫn tiếp tục để rổ ha. Đó, mình banh banh nó ra để cho nó ráo nước á. Nếu được á, có thời gian thì mình đem ra mình phơi khoảng một nắng vậy đó thì nó sẽ ngon hơn nữa quý vị, cho nó thiệt là ráo nước á thì mình rang nó sẽ ngon hơn nữa. Rồi đẩy, tại vì mình làm liền á, mình để cho nó hơi ráo ráo nước thì mình sẽ cho một muỗng cái này là bột bột chiên giòn á, để cho vào để mình lát mình chế biến á, nó sẽ ít bị dăng đó quý vị. Còn được mình đem đi phơi nắng khoảng một hai nắng thì khỏi ha, mình đem vô rồi mình chế biến luôn. Rồi, tiếp theo là về phần tỏi. Tỏi thì mình dùng ở đây là khoảng hơn hơn nửa củ vậy, khoảng 3 phần tư của tỏi. Tỏi thì đập dập ra, rồi sau đó chúng ta cứ đập dập dập ra rồi băm nó ra thôi, băm cho nhuyễn nha. Hoặc là các bạn có thể đem chúng ta xay sơ, xay nhẹ cái là được quý vị. Nhưng mà đừng có nhuyễn quá, nó nhuyễn quá cũng không ngon. Rồi, giờ mình để riêng. Xong thì sẽ bắt cái chảo lên, cho dầu nhiều vô. Mình sẽ chiên cái phần cá trong cái phần dầu này nè. Gọi là chiên ngập dầu quý vị, cho cá nó giòn nó ngon á. Rồi khi mà dầu sôi lên rồi, bắt đầu mình sẽ từ từ cho cái phần cá này vào, và mình sẽ dùng đũa mình sẽ xới nó ra. Đó, cho nó bung ra hết gì nè, nó sẽ không có dính lại với nhau á. Nếu mà được phơi một hai nắng nữa thì cái phần cá này nó sẽ rất là hấp dẫn nha, nó sẽ ít bị nát hơn. Rồi khi mình chiên á, lưu ý là mình sẽ chiên với lửa nhỏ nhỏ vừa vừa, khi dầu sôi lên này mình chiên với lửa nhỏ nhỏ vừa vừa đến khi nào nó vàng hết là được nha. Tránh chiên lửa lớn á, lửa lớn thì nhiều khi mình kiểm soát không kịp á, nó sẽ dễ bị cháy hơn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái rây để mình lượt cái phần dầu này luôn nha. Khi mà mình cho ra gì nè thì mình sẽ tranh thủ mình lượt luôn cái phần dầu trong chảo để mình chiên cái mẻ tiếp theo. Đó, bây giờ mình lượt xong rồi, mình sẽ cho ngược cái phần dầu ở lại. Nếu mà quý vị không lượt sơ qua cái phần dầu này á thì mình để cái mẻ thứ hai chiên vô á thì những cái phần còn lại á nó sẽ bị cháy quý vị, nó sẽ bị khét thì cái món của mình nó sẽ không ngon. Rồi khi mà lượt dầu xong thì mình cứ cho vào chảo lại, dầu này nó cũng còn nóng,
nên mình cứ để lửa vừa vừa nhỏ nhỏ đây đó, rồi mình cho cá vào tiếp tục để mình chiên từ từ vậy đó, đến khi nào mà thấy cái phần cá nó vàng ươm hết là được. Nhớ là dùng đũa xới xới ra, đảo đảo ra, tránh nó bị dính với nhau á. Rồi bây giờ mình thấy nè, cá nó vàng ươm hết rồi, nó rất là giòn luôn. Rồi bây giờ thì mình có thể đem ra luôn được rồi đó quý vị. Nó vàng này, mình xúc vô một muỗng á, mình rói với bánh tráng đậu sống cũng rất là ngon. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục mình cho lại, mình lược xong cái phần dầu đó nữa nha đó. Thì mình cho lại khoảng hơn muỗng canh dầu đi, rồi mình cho tỏi vào mình phi. Rồi đảo sơ một cái để cho cái phần tỏi này nó vàng vàng, nó thơm thơm lên. Bắt đầu là hạ lửa thiệt nhỏ xuống, tắt bếp. Rồi mình mới cho nước mắm vào. Nước mắm ở đây sẽ cho 2 muỗng nước mắm nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho thêm là đường. Đường thì là 1 muỗng đường. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều. Đó, lúc này là để lửa thiệt nhỏ nha quý vị, đường nó vừa tan ra là được nha. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần cá nè, cá cơm vào, đảo đều. Rồi đảo đều tay lên nha. Ai thích cay cay thì có thể cho thêm xíu ớt bột vô. Thì mình ăn cay được nhiều hay ít thì mình sẽ cho cái lượng ớt cho nó phù hợp. Hơi cay cay là được quý vị, cay quá cũng không có tốt. Rồi cứ vậy thì mình cứ đảo đều lên ha. Bây giờ thì khi ăn thì có thể mình chuẩn bị thêm một ít rau sống nè, rồi có thể vô bánh tráng nè, giống như mà mình ăn cái phần tép rang vậy đó quý vị. Nó đơn giản thôi, rất là hấp dẫn luôn. Đó, có thể mình múc muỗng nè, mình để lên cơm mình ăn cũng rất là bắt luôn. Vậy là cơ bản thì kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB đã chia sẻ xong cho quý vị cái món cá cơm rang tỏi thơm ngon, đơn giản, dễ làm. Đó, đây là một cái món ngon mỗi ngày cho gia đình mình ha. Rồi, tất kênh chúc tất cả quý vị và các bạn thưởng thức những cái món ăn ngon bên gia đình mình ha quý vị. Rồi, bây giờ thì chào quý vị, xin chào và hẹn gặp lại ạ.